Vâng, chào mừng với tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh Minh Phúc 89 trong cái buổi quay thử xổ số miền Bắc của buổi trưa của ngày hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2024. Và bây giờ thì anh chị em chúng ta bắt đầu đi vào quay thử với cả tôi. Như vậy là buổi quay thử của chúng ta đến đây là kết thúc, và trong cái buổi quay thử này nhằm cái tính chất tham khảo và dự đoán những các cái con số để cho anh chị em chúng ta chơi cho buổi chiều của ngày hôm nay. Và chiều ngày hôm nay thì tôi sẽ dự đoán cho anh chị em chúng ta chơi. Đầu tiên đó chính là lô, thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là lô 07, và đề thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là đề chạm không anh chị em nhá. Đề chạm không để cho anh chị em chúng ta chơi cho buổi chiều của ngày hôm nay. Như vậy là buổi quay thử của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 0979 094 894 để nhận được những các con số an toàn và chuẩn xác nhất anh chị em nhé.